Hai mình đang ở phố Ấn Độ, nhỏ quá anh Yên. Sẽ đi dạo một vòng, mà mình chắc mình không đi dạo một vòng không không đâu. Mình sẽ dạo cùng với quả bóng này, rơi hết qua tất cả mọi người ở đây. Ok, đi tham quan tí nha. Con này nó trong Ấn Độ hả, chụp ghê lắm. Xe đang ủi ủi vô trong giờ. Chương trình chăm sóc yêu thương hôm nay thì có một gian hàng tòa he làm tặng các thân tượng bằng bột và tặng cho các bé. Các bé nào có thích thì chúng ta cũng đến gian hàng tòa he. Đầy đông vui quá ta, quá trời đông luôn. Muốn chụp hình này là chắc không chụp được, chỉ có quay phim mới quay được. Chụp là thua rồi. Đang phục vụ cho các bé nào có yêu cầu là những món quà gì thì chúng ta đi tìm với các bạn thôi. Đào chú thầy. Để giờ biết cô. Mà sao tôi bị nghiêng người vậy? Đâu, cái nào nghiêng ngay sao nghiêng? Bây giờ bao nhiêu cái hán rồi các bạn? Không nhớ. Nguyễn Mạnh Khôi, 13 tuổi, Nguyễn Mạnh Ái, 8 tuổi. Và không phải chị bà ghi. Cảm ơn chị. Vô mày
Vô. Tại nhà quán thanh niên và mong rằng tất cả mọi người, quý vị, các anh chị, các bạn, chúng ta ghé qua gian hàng này để chúng ta mua ủng hộ toàn bộ số tiền thì chúng tôi sẽ chuyển cho cái quỹ để giúp đỡ cho 500 trẻ em nghèo ngay trong cái dịp Tết ngày hôm nay, và hy vọng rằng là được sự yêu mến và yêu thương của tất cả mọi người khi mà chúng ta đến, chúng ta lựa chọn những sản phẩm như thế này. Đây là tất cả những cái mà mấy này ma giả thôi, còn mai thật đang đi vòng vòng. Mai thật đang đi vòng vòng rất nhiều. Nếu mà không có chỗ ngồi thì cô bán cà phê, sau đó lại chụp hình, chụp hình xong vô uống cà phê, cà phê đã xong ra chụp tiếp, cả ngày ở đây cũng được. Đi ra ngoài đây chứ. Chào anh em, và hiện tại là mình đang ở một gian hàng Nguyên Tiêu phố Ông Đồ. Rồi đây là một ông đồ, người bạn của mình, Thành Nguyên, rất là thân thiết ha, đã gặp ở chương trình mùa xuân biển đảo đó, đang vô tình gặp ở đây thì tặng cho Nguyên một chào anh với anh chưa gì. Tại vì Nguyên là đang bị bệnh nên là không có nói nhiều được, nhưng mà Nguyên vẽ thư pháp, biết thư pháp rất là đẹp. Và một thử thách tiếp theo là mình tới đây mình đang cần một cái thư pháp nhỏ nhỏ, nhờ người đã thử thách Nguyên viết thư pháp rất là nhanh, thần tốc luôn. Trong vòng mình tân banh 50 cái, Nguyên phải viết một cái thư pháp. Cổ vũ cho Nguyên này, sẵn sàng chưa? Rồi, ok. Rồi, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 9, 10. Oh, đã biết trong trước rồi. Mọi người, ok, thank you. Quá tuyệt vời. Ở đây rất là nhiều tranh thư pháp rất là đẹp. Nếu anh em nào muốn viết tặng bạn bè thì có thể tới nhà hóa niên số 4A Phạm Thạch, đây giải phóng đồn, ghé qua Nguyên Tiêu. Đã Văn Nguyên, ok. Thank you, rồi cháu Nguyên rất nhiều. Sorry. Mai thật, nó kêu đó là mai thật. Đây là còn một rừng mai và phố Ông Đồ. Phố này bên mặt Nguyễn Thị Minh Khai nha các bạn. Đây phía mặt Nguyễn Thị Minh Khai, bên kia là Phạm Thạch. Rồi số 4A Phạm Thạch, nhà quán niên. Thôi chứ không cần đi nữa đâu, mình vòng về chỗ sân khấu, lát mình có tiết mục vòng sân khấu chính. Rồi, mọi người đừng tắt clip bỏ nha. Sẽ còn một màn biểu diễn rất là đặc sắc phía sau.
2020 với tiết mục biểu diễn tác phong nghệ thuật đến từ Huy Tài Phạm Trọng Huy.